Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Linh đây. Và ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ với mọi người 6 cái lý do mà mọi người nên kinh doanh online nhé, để giúp mọi người kiếm tiền tại nhà một cách thụ động nhé. Đó là chỉ bằng một chiếc smartphone thôi. Như Linh là đang kinh doanh về mỹ phẩm nhé. Cái lý do mà Linh muốn đưa ra với mọi người gồm 6 lý do. Lý do thứ nhất là mọi người khi mà mọi người kinh doanh mỹ phẩm ấy thì mọi người sẽ được trở nên xinh đẹp, tự tin nhé. Vì lúc đấy là mọi người được dùng rất là nhiều sản phẩm với một cái giá rất là ưu đãi và hợp lý cho mọi người. Cái thứ hai mà mọi người nên kinh doanh mỹ phẩm đó là mọi người sẽ được trở nên xinh đẹp này, tự tin hơn khi mọi người được tiếp xúc với rất là nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực mỹ phẩm và được ở trong một cái hệ thống rất là nhiều người xinh đẹp và thành công, và mọi người sẽ được như vậy. Mặc dù nếu mà mọi người không được không hơn được những cái người mà đi trước ấy, thì mọi người cũng đã hơn được cái bản thân của mình rồi. Nó đã hơn cái bản thân của mình khi mà mình chưa kinh doanh online rồi nhé. Cái thứ tiếp theo mà Linh muốn nói với mọi người đó là mọi người sẽ có chăm chỉ hơn ấy, chăm chỉ hơn cho cái việc mà chăm sóc da của mình, vì khi đấy là cái việc chăm sóc da là cái công việc mà mọi người phải làm nhé, để da của mọi người được đẹp hơn này, mọi người có nhiều tư liệu hơn để bán hàng nhé. Đấy là cái vừa làm đẹp này, vừa là công việc luôn, nên là đi đôi hai cái thứ rất là hợp lý với nhau đúng không? Tiếp theo là mọi người có rất là nhiều lợi nhuận nhé, không chỉ là mọi người lãi từ bán hàng này, mọi người còn được thưởng từ công ty rất là nhiều nhé. Công ty có thưởng tháng này, thưởng quý này, thưởng năm này, và thưởng nóng từ các boss rất là nhiều, nên là mọi người đừng bỏ qua cái cơ hội này nhé. Và tiếp theo cái này là mọi người rất là nhiều người hỏi Linh này là chị không biết bán hàng thì sẽ làm như thế nào, thì mọi người hãy yên tâm nhé, là mọi người sẽ được đào tạo từ A đến Z, mọi người không hiểu chỗ nào, không biết chỗ nào sẽ được giải đáp tất cả các thắc mắc nhé. Từ những cái người đi trước hoặc là những cái boss bên trên của mọi người nhé, sẽ được giải đáp hết cho mọi người, nên là mọi người yên tâm. Ví dụ như Linh này, tháng 6 tới này là Linh được đi học đào tạo từ boss Huyền luôn, từ boss Hoàng Phi Huyền là boss cao nhất của Huyền Phi, là giám đốc của công ty Huyền Phi luôn nhá. Nên là mọi người yên tâm nhé, là được mọi người sẽ được đào tạo rất là nhiều luôn, sẽ được trở nên là một người rất là tự tin này, vượt qua là cái giới hạn của bản thân này, tự tin giao tiếp, tự tin chăm sóc khách hàng nhé, rất là tốt. Những cái đấy là những cái kỹ năng mềm mà Linh nghĩ là không chỉ kinh doanh online hay là bán mỹ phẩm cần đến, mà là ở ngoài đời mọi người cũng cần đến một cái kỹ năng mềm như vậy nhé. Đấy là 6 cái lý do mà Linh đã nêu ra để cho mọi người có cái động lực và có thêm suy nghĩ về cái vấn đề là mình có nên kinh doanh online hay không nhé. Nếu mà muốn thành công và xinh đẹp thì hãy về mail của Linh nhé. Bye bye. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.